lớp lớp cá sấu đây nè. Đây là chú cá sấu mà chúng tôi ấn tượng nhất, chú đang trong quá trình giảm cân thôi các bạn, nên nó hơi ốm. Thấy gì đâu, đây là những chú rùa. Em ngu không? Trời, không biết luôn. Ôi, các bạn có thấy cái đầu con cá sấu không, rất là ghê gớm. Tôi đang có mặt tại trang trại nuôi cá sấu. Những chú cá sấu đang nằm trên bờ. Chúng ta có thể cứ tưởng chú là chết bất động. Đây là quá trời cá sấu luôn rồi tất các bạn. Ghê.